à? Mang cặn cho em. Tiếp này. Oản tù tì ra cái gì ra cái này? Lại thua. Người ấy chỉ giỏi cái việc đốt nhà thôi, chứ còn cái trò này á, làm sao mà thắng được ta? Mang kẹo đi cho em. Này, hay để anh chơi hộ nhá. Không, em không cần đâu. Naga, chơi tiếp đi. Chơi luôn. Anh nhưng mà bây giờ nhá, ta chấp người ta sau. Chơi không? Oản tù tì ra cái gì? Ra cái này. Này. Cho em hết này. Thôi, em lấy một cái rồi, chơi tiếp ăn nữa. Em phải ra cái này này, hiểu chưa? Em hiểu. Chơi tiếp, ta vẫn chấp người ta sau. Quản tù xin ra cái gì? Ra cái này. Lại thua. Lại thua. Cái này thì ta thua. Anh Thành, Nacha, sao tôi chơi kiểu gì cũng thua vậy? Hay là ngươi chơi xấu đúng không? Đâu, ta chơi fair play thế còn gì? Anh Thành nhờ, có mà ngươi chơi rốt ấy. Ừ, đúng rồi đấy. Không phải Nacha chơi xấu đâu, mà là em chơi cực kỳ dốt. Ôi, con Hồng Hoa Nhi này, từ sáng đến giờ không biết nó đi đâu nhỉ? Chỉ được cái mà chơi thôi, cứ ngày kẹo. Mẹ nhà có đâu nhỉ? Nghe nó đâu nhỉ? Con này hôm nay to gan thế nhỉ? Còn dám chiêu chó cả. Mệt quá, sao chó ở đây nó sữa thế nhỉ? Chó nào? Bố Ngưu đây. Mà tại sao con lại đi chiêu chó? Không sợ nó cắn cho? Bố Ngưu, mới có một hôm không gặp, sao nhìn bố khác vậy? Ta vẫn vậy mà, khác ở chỗ nào? Sao hôm nay nhìn bố chán đời thế? Răng bố thì vàng, cũng không đánh răng à? Xong rồi còn đi dép tông lào nữa cơ, nhìn chán lắm. Con lại học cái thói chê bố ở đâu đấy? Có tiền bố hút cho phát không? Sao bố lại hút con? Lồng mới hút được con nha. Ê, lần này ta tha cho đấy. Tí đã sợ rồi. Thôi, đi về gặm cỏ vậy. Ôi, Hồng Anh Nhi nó ăn cái gì mà nó chạy nhanh thế hả anh Thành? Ăn kẹo còn ăn gì nữa? Tại anh giữ em lại nên em không bỏ nó đấy. Tiêu anh ý, anh chả giữ. Làm sao mà các ngươi đuổi kịp được ta? Ta để ta đứng ta ăn hết kẹo nè. Mà kể cả các ngươi có tìm được ta, ta ăn hết kẹo rồi, làm gì được ta là đói thế nhỉ. Lần này cánh đồng cỏ chả tươi tốt gì cả. Con bé Hồng Hải Nhi kia, nó đi đường kia, rõ là xa hơn ta. Sao còn đi nhanh thế nhỉ? À, chắc là bay. Ai không có gì? Con làm cái gì mà chạy về đây nhanh thế? Con phải chạy nhanh chứ. Không Nacha nó đuổi con, nó lấy hết kẹo của con à. Con vừa cướp được của Nacha kẹo này. Mọi người có ăn không? Con cho này. Ta có ăn kẹo đâu. Ta chỉ ăn cỏ thôi. À, con này. Lần sau ấy, đừng có trêu ta nữa nhá. Con trêu bố bao giờ? Từ sáng đến giờ con chơi với Nacha với Thành Ngáo chứ con có gặp bố đâu mà trêu. Thôi, đừng có họ nhà trâu lại chuyển sang họ nhà lươn. Con chả chê ta răng vàng đi xem tộc Lào nữa này. Hả? Bố Ngưu bảo là mình họ lươn nhỉ? Nhìn cái gì mà nhìn nữa. Ta về gặm cỏ ấy, đói lắm rồi. Mà thôi, lần sau đừng trêu ta nữa nhá. Mình chả hiểu cái gì cả, thật luôn. Không kệ bố, bố ăn kẹo tiếp. À, Hồng Hải Nhi, nó tạo kẹo đây. Mình ăn hết 4 cái rồi nè. Tạo kẹo đi. Hả? Kẹo gì? Mà hai người là ai? Này, ăn hết của ta, tôi muốn cái kẹo đấy. Bây giờ,
nghĩ là giả ngu à? Chơi thế không được đâu nhá. Có được ăn cái nào đâu. Mà kẹo là cái gì? Anh Thành ơi, Hồng Hoài Nhi nó là một tín đồ của kẹo ngọt. Thế bao giờ nó lại bảo kẹo là cái gì? Kẹo nó cứ sai sai. Hồng Hoài Nhi, có phải ngươi giả ngu để thoát tội không? Không, ai giả ngu gì đâu. Thôi nhưng mà này, kẹo có ngon không á? Này. Dạ. Hồng Hoài Nhi hình như bị mất trí. Em cũng nghĩ thế. Hay là mình đưa về nhà đi, chứ để ngoài đường này nguy hiểm lắm, ta sợ bị bắt cóc lắm. Thế anh mua lại kẹo cho em nhá. Tao có phải thằng Trung của mày đâu mà mua. Không đi thôi. Có 5 cái. 5 cái. Ừ. Được, về. Đi. Hả? Đi về đâu? Nhưng mà kẹo có ngon không? Có, ngon lắm. Về nhà đi tao cho. Đi. Về nhà cho kẹo. Ăn đến cái kẹo cuối cùng rồi. Nhưng mà sao không ai đi tìm mình nhỉ? Thôi, người ta không tìm mình thì mình lại tìm người ta xem có kẹo tiếp không. Nào hả, ở nhà ăn nhiều kẹo không nhớ đến mình nhờ. Không được, đi về tìm mới được. Này. Cho Hồng Anh Nhi về nhà nha, anh đi mua kẹo cho. Ok, anh làm cái nha. Ừ. Vào nhà đi Hồng Anh. Vào nhà đi. Vào đây. Đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Bạn này, đây là nhà của ngươi à? Đây là nhà của ta mà. Thế ngươi mất trí nhớ thật đấy à? Không, ta làm gì mất trí nhớ đâu. Mà này, ngươi tên gì đấy? Ngươi bảo không mất trí nhớ, thế mà lại không nhớ tên ta à? Lạ nhỉ. Này, thế bố ngươi tên gì? Bố ta là bố Ngưu Ma Vương ý. Đấy, ngươi còn nhớ tên bố ngươi, thế mà lại không nhớ tên ta. Chứng tỏ như là vợ đúng không? Không. Thế ta là Na Cha, đã nhớ chưa? Không, ta không biết ngươi đâu. Tự nhiên hôm nay tập phái kẹo. Ê, anh mua kẹo về rồi này. Ê, anh có kẹo rồi. Anh mua được mấy cái đấy? Một. Gì đấy? Sao anh mua được có mỗi một cái? Thì tập phái kẹo rồi, mua được mỗi một cái rồi. Mày có ăn không? Rồi, một cái không thèm ăn. Không ăn ta ăn đấy. Cái gì đấy, người đã ăn 4 cái rồi, giờ lại còn ăn. Rồi, mày phải người ta bắt anh Trung. Mày bảo không ăn, thì Hồng ấy chả ăn. Dám mạo danh ta à? Cái gì đấy? Na Cha, anh Thành, ai đây? Hồng Hoài Nhi. Hồng Hoài Nhi. Sao? Giờ đất nào là thật, đất nào là giả? Này, ngươi là ai đấy? Sao trông giống ta vậy? Ngươi là ai? Sao lại giả dạng ta? Xong rồi ăn kẹo chúng ta nữa. Ngươi có mau biến nguyên hình không? Không, ta khè lửa cho bây giờ. Ngươi dám khè lửa ta? Ngươi có tin, ta khè lại ngươi. Trời, bỏ đánh nhau. Ngươi khè. Ngươi còn dám thách ta cơ à? Ta nhường ngươi trước đây, ngươi khè đi. Ngươi dám khè lửa ta không? Khè đi. Ngươi bảo ngươi khè ta trước mà, ngươi khè đi. Ta cho ngươi khè trước, khè đi. Anh ơi, tình hình là bây giờ anh có khi phải đi gọi bố Nghiêu để nó ra đi. Bố vợ Nghiêu à? Chứ còn để nó đốt hết cả em bây giờ ấy. Cả tôi thì sao? Ngươi đòi ngươi khè trước đi. Ngươi bảo ngươi khè trước mà. Không, ta khè đi trước đây. Ngươi khè đi. Ta nhường ngươi đây, khè đi. Ta nhường ngươi đây, ngươi khè đi nhanh đây. Này, các ngươi đừng có mà khè lửa nhá. Tránh nhà ta bây giờ. Na Cha, nó dám giả danh ta, để ta cho nó một bài học. Nghiêu, anh ơi, chú Nghiêu Ma Vương ơi. Đồ nào làm náo loạn cửa nhà ta đấy. cháu Thành Hậu, bạn của Hồng Hoài Nhi ạ. Cơn gió nào đưa mày tới đây mà có việc gì nói luôn đi, để tao về gặp có. Chuyện gấp lắm chú ạ, ở nhà thằng Trung chuối có hai Hồng Hoài Nhi chú ạ. Mày nói láo, ta làm gì có đứa con rơi nào? Cháu nói thật đấy, hai Hồng Hoài Nhi đang sắp chạy nghe thằng Trung chuối tới nơi đấy ạ. Mày ra cái gì mà mày định lừa tao đúng không? Mày mà lừa tao không?
là hút vào như lần trước ấy. Đây đây chuột. Ui, dừng lại, dừng lại mau. Sao nó về thế? Này, dừng lại mau. Cái nghe chú, không anh đi. Ôi, anh Thanh ngã vào rồi. Nhìn bà Vương, mau vào giải quyết vụ này, xem ai là thật ai là giả đi. Lạ nhỉ, có hai ông này nhỉ? Cháu bảo là chú tin. Chú cháu đi vậy. Bố Ngưu, nó dám giả danh con kìa. Ai giả danh ngươi, có một ngươi giả danh ta. Bố Ngưu ơi, nó giả danh con kìa. Nhưng mà Vương, đấy, bây giờ ngươi thử đặt ra vài câu hỏi để xem ai là con thật của ngươi. Đùa, để ta xem nào. Hồng Anh Nhi, con sinh ngày nào? Con sinh ngày 1/1/1000. Con cũng thế, con cũng sinh ngày 1/1/1000. Đúng, 1/1/1000. Cái câu hỏi này nó trả lời đúng hết thì biết làm sao được, hỏi câu khác khó hơn đi. Mẹ ngươi là ai? Mẹ con là Thiết Phiến công chúa. Không phải là nhà mẹ của ta, mẹ của con là Thiết Phiến công chúa. Lại đúng rồi. Thế bây giờ có câu hỏi nào mà chỉ mình không có nhìn thật mới biết không? Đúng. Hỏi ta xíu. Nhà đang có bao nhiêu con bò? Bố Ngưu hỏi câu nào khó hơn được không ạ? Nhà mình có 100 con. Ngươi sai rồi. Nhà ta có 1000 con bò. Đúng không Bố Ngưu? Hai câu trả lời khác nhau rồi. Ai biết là mình nhìn thật? Theo cái sự lựa chọn này ấy, thì bên phải chúng ta phải nhìn thật. Yeah, Bố Ngưu thật là sáng suốt. Con là con của bố mà. Con cũng là con của bố mà. Sao bố không nhận con? Ngươi sai rồi. Định giả mạo con gái ta. 100 năm trước ta mới có 100 con bò. Bây giờ ta có 1000 con bò rồi. Này, có khi nào Hồng Anh Nhi này đến từ quá khứ không? Mới đến từ quá khứ á? Thế ngươi là tương lai của ta à? Làm nào bây giờ đây? Đúng rồi, có khi bố phải nghĩ cách đuổi nó về quá khứ đi. Nếu không có nó ở quá khứ thì làm sao có con ở tương lai được? Được, để ta nghĩ cách. Có cách rồi. Con có nhớ nó không? Chính mẹ con mới còn đã trộm nó. Con có trộm đâu, mẹ trộm mà. Mẹ để đấy xong con đi vào xong con rời xuống đây. Thôi, không nhớ lời nữa. Đi vào trong đấy về đi. Nói lên. Con chào Bố Ngưu, tạm biệt mọi người. Này, mà ngoài Nhi ta bảo tao thấy Hồng Nhi của quá khứ thì dễ thương hơn người đấy. Này, Hồng Nhi, để anh đưa em về nhé. Không, đi về Bố Ngưu. Bố Ngưu ơi, đi về. Bố Ngưu ơi, đi về. Đi về thôi.